Mình sẽ hướng dẫn các bạn câu cá mè bằng mồi gạch nha. Đây là gói mồi gạch vị mè dâu, được làm từ mè chua cộng với dâu tạo ra một hương thơm cá mè rất thích. Còn bộ lưỡi màu xanh này là lưỡi câu cá mè chuyên dùng cho mồi gạch, gồm có bốn cánh phụ ngắn và một lưỡi dài gắn hạt xúc xúc nhẹ lưỡi để cá mè dễ hấp trúng lưỡi. Mình lấy mồi bắt đầu lắp lần lượt từng viên vào lưỡi. Lắp xong kéo hạt chặn xuống cố định mồi lại là ok nhé. Khi mồi gạch xuống nước, mồi sẽ bắt đầu hiệu ứng bung tỏa sương mù để thu hút cá mè ăn mồi. Giờ chỉ cần bắt nhịp phao là kiểu cả thôi. Thật đơn giản đúng không nào? Các bạn mua mồi ấn vào giỏ hàng góc trái màn hình nhé. Bye bye!